Tô Đình Khánh chàng rể không chân, tự tay lấy đồ ăn cho vợ, nhan sắc bà xã bầu vẫn đẹp rạng ngời. Ngoài chiếc bụng to lên thì nhan sắc chị thương vợ chàng trai không chân Tô Đình Khánh vẫn cực kỳ xinh đẹp. Từ lúc xuất hiện cô nàng đã nhận xét xinh như hoa hậu. Kể từ sau khi về chung một nhà, cuộc sống của chàng trai không chân Tô Đình Khánh và vợ vẫn luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Dù cơ thể khiếm khuyết, nhưng anh chàng vẫn lấy được người vợ xinh như hoa, khiến nhiều người xích xoa, ngưỡng mộ. Chị Thương sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú, với sóng mũi cao vút cùng nụ cười tỏa nắng. Mặc dù đang mang thai, nhưng nhan sắc của cô nàng cực kỳ ấn tượng. Kể cả lúc không trang điểm thì vợ chàng trai không chân, vẫn rất tươi tắn, rạng ngời. Chị Thương sở hữu nước da trắng sáng, dù nội tiết thay đổi, nhưng khuôn mặt chị vẫn cực kỳ láng mịn, giữ nguyên được những đường nét trên gương mặt. Hầu như chỉ là chiếc bụng là to dần lên, còn vóc dáng vẫn đẹp như thời con gái. Mỗi lần xuất hiện, chị thương ăn mặc khá giản dị, tóc búi cao gọn gàng, đẹp bất chấp camera thường. Mới đây, tôi Đình Khánh vừa đăng tại khoảng khắc anh chăm sóc vợ bầu. Dù quay lén nhưng nhan sắc của cô nàng khiến anh ấy cũng trầm trồ. Trong đoạn clip, tôi đình khánh cũng bày tỏ phụ nữ trong giai đoạn bầu bì thường hay nhạy cảm rất cần sự quan tâm chăm sóc của người chồng anh còn tình cảm gọi vợ là bé bầu mình đang gọt trái cây cho bé bầu ăn tâm lý phụ nữ mà ai cũng muốn quan tâm ở giai đoạn bầu bì là rất dễ nhạy cảm nên là dành sự quan tâm an ủi lúc này sẽ khiến vợ rất vui nịnh vợ một tí có mất gì đâu mình nghĩ đàn ông hân thua nhau ở đâu không biết nhưng về nhà không nên hân thua với vợ không là tối không được ngủ chung đâu gọt trái cây xong cũng phải lén lúc xem vợ ở đâu để tranh thủ tết trước miếng xem gọt trái cây xong cũng phải lén lúc xem vợ ở đâu để tranh thủ tết trước miếng ăn xem chua hay ngọt nữa rồi xong vợ ra rồi anh xin dân tặng vợ những gì ngọt ngào nhất trong trái tô này để đổi lấy nụ cười của em mỗi ngày mà thôi tôi đình khánh chia sẻ trên trang tiktok cá nhân được chồng quan tâm chăm sóc từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, chị Thương cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhận bát hoa quả ngọt sẵn trên tay chồng, chị lập tức thưởng thức ngay. Vì không biết chồng đang quay nên chị cũng vô tư đấng ăn và biểu cảm thoải mái trước ống kính. Lúc này, Lê cũng cảm thấy xích xoa trước nhan sắc bầu bì của vợ chàng trai không chân, đẹp bất chấp camera thường. Thậm chí cô nàng còn đang để mặt mọc và vẫn vô cùng tươi tắn, rạng rỡ điều đó đủ chứng minh chàng trai không chân đã chăm sóc vợ tốt như thế nào đổi lại chị thương cũng rất tích cực hỗ trợ chồng tối đa trong công việc dù đã bầu to vượt mặt nhưng chị vẫn chăm chỉ đóng hàng tới tận trưa muộn ngay cả khi chồng xuống kho gọi về người phụ nữ vẫn cố nán lại làm nốt cho xong việc hay mỗi dịp chồng đi sự kiện cần ra ngoài Chị cũng luôn là người hộ tống chồng đi làm, hình ảnh cặp đôi luôn quấn quýt bên nhau, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ Trước đó tôi Đình Khánh cũng vừa gây bảo khi dành tặng nút bạc sau 2 năm làm Youtube cho vợ Cụ thể chàng trai không chân vui mừng thông báo tin vui kênh Youtube của anh sau 2 năm đã đạt được 128.000 người đăng ký nhận thành quả này chàng trai không chân ngần ngại đem khoe và trao tặng lại ngay cho vợ đây là những gì anh đã cố gắng trong hai năm qua và có sự góp sức của em anh nghĩ là em xứng đáng nhận món quà này tôi đình khánh xúc động nói nhận món quà đặc biệt từ chồng chị thương cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ vui mừng và hạnh phúc cô liên tục thốt lên bạn thật hả có chắc tặng em chưa đừng suy nghĩ lại nha đáp lại vợ đình khánh nói anh nghĩ là em xứng đáng vì có em thì anh mới có ngày hôm nay chính sự tâm lý luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ anh chàng khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến bên cạnh công việc kinh doanh cặp vợ chồng thường xuyên đi làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ngoài ra anh khánh cũng luôn xuất hiện với hình ảnh tràn đầy năng lượng lan tỏa cuộc sống tích cực đến những người khiếm khuyết